Thưa quý vị, dự thảo luật việc làm sửa đổi mới nhất trên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ quy định về giới hạn số giờ làm thêm của học sinh sinh viên. Theo đó, thì người lao động là học sinh sinh viên đang theo học các trường giáo dục chính quy đủ trình độ lao động theo quy định, thì dự luật này được làm việc theo quy định của pháp luật về lao động. Người lao động là học sinh sinh viên khi làm việc không trọn thời gian có trách nhiệm thông báo cho cơ sở giáo dục. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sử dụng lao động là học sinh sinh viên theo quy định pháp luật về lao động. Cơ sở giáo dục, gia đình có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ người lao động là học sinh sinh viên trong quá trình làm việc. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Liên quan đến các cáo buộc thì chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng, bị cáo Lan khai không sử dụng số tiền này. Tại tòa, chủ tọa nhắc lại lời khai của các bị cáo khác, thể hiện khi cần tiền thì bà Lan chỉ đạo Hoàng Dung lập phương án vay khống để rút. Bà Lan nói không giao hay chỉ đạo ai, những người đó tự đồng làm như Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc SCB hiện đã mất đã làm. Khoản vay nào đến hạn, các bị cáo này tự động tìm nguồn tiền trả đảo nợ. Bị cáo Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB và các bị cáo khác trong việc lập hồ sơ vay khống rút tiền khỏi SCB. Khi hội đồng xét xử hỏi về khoản tiền 108.000 tỷ đồng tiền mặt và hơn 14.000 đô la Mỹ mà Bùi Văn Dũng, tài xế của bà Lan, chở từ ngân hàng SCB về, bà Lan nói số tiền này không phải của SCB mà là của mình. Trước đó bà đã đưa tiền vào SCB để tái cơ cấu nên sau đó lấy ra để trả nợ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị tòa xem xét lại cáo buộc về hành vi rửa tiền 445.000 tỷ đồng vì cho rằng cùng một hành vi nhưng bị cáo buộc 4 tội danh. Mô hình dự báo giá xăng của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, tại kỳ điều hành hôm nay, giá xăng có thể tăng mạnh từ 4,4 cho đến 4,8% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành tới đây có thể tăng mạnh trở lại, trong đó xăng E5 RON92 có thể tăng 833 đồng, tương đương 4,4% lên mức 19.773 đồng một lít. Còn xăng RON953 có thể tăng 941 đồng, tương đương 4,8% lên mức 20.701 đồng một lít. Thưa quý vị, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát cùng các ban ngành tiêu hủy 1,3 tấn ma túy, vật chứng của 126 vụ án hình sự bằng lò thiêu. Quá trình đốt ma túy trong lò thiêu, hội đồng tiêu hủy kiểm soát thành viên tham gia, những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào khu vực để đảm bảo an ninh và đúng quy định pháp luật. Sau khi 1,3 tấn ma túy bị đốt cháy thành tro, hội đồng đã kiểm tra, xác định không còn giá trị sử dụng, rồi ký vào biên bản hoàn tất công tác tiêu hủy. Số ma túy trên là tang vật của 126 vụ án hình sự, trong đó có đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Hoàng Yên Sen, 26 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu. Trong vụ án này, Hoàng Yên Sen cùng hai đồng phạm người Đài Loan đã bị tòa tuyên án tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, ngày 22 tháng 9 năm 1979, 22 tháng 9 năm 2024. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ viên chức Viện Phim qua các thời kỳ đã gặp mặt thân mật và ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Viện trong suốt chặng đường 45 năm qua. Ngày 22 tháng 9 năm 1979, Viện Tư liệu Phim Việt Nam được thành lập, tiền thân của Viện Phim Việt Nam ngày nay. Suốt chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ của Viện đã dành nhiều tâm huyết, tài năng, trí tuệ trong công tác lưu trữ, bảo quản, bổ sung tư liệu cho kho lưu trữ, nghiên cứu công nghệ, phổ biến những thước phim quý về lịch sử, đời sống xã hội và văn hóa của đất nước. Theo thời gian, Viện đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị có điều kiện kho bảo quản phim tốt nhất trên cả nước và trong khu vực Đông Nam Á. Viện phim giữ một cái vị trí rất là quan trọng ở trong cái sự phát triển của điện ảnh. Cái trung tâm lưu trữ hình ảnh động quốc gia có thể nói là rất là quy mô và chất lượng cao, là những thành viên sáng lập của cái tổ chức lưu trữ điện ảnh trong khu vực Đông Nam Á, Sipawa. Thì tôi nghĩ rằng là Viện phim có thể có cái đà để phát triển cả trong nước và quốc tế. Kế thừa và phát huy nền tảng vững chắc do các thế hệ đi trước tạo dựng, những thế hệ kế cận của Viện đã và đang xây dựng, củng cố đơn vị ngày càng phát triển, hội nhập bền vững, công tác tu sửa, bảo quản, số hóa phim luôn được chú trọng. Phim được quay trở, lau, rửa bằng hóa chất định kỳ với số lượng mỗi năm đạt hơn 11.000 cuốn. Nhiều bộ phim có giá trị lịch sử đã được phục chế thành công. Chúng tôi đưa cái việc đảm bảo an toàn kho phim lên là hàng đầu.
và khi kho phim được đảm bảo an toàn thì chúng tôi tiến đến cái việc là thực hiện cái việc số hóa, đảm bảo số hóa với toàn bộ các cái phim đang lưu trữ tại viện và trong một cái thời gian sớm nhất có thể, bởi vì là trên cơ sở số hóa thì mới có thể phổ biến những cái thước phim lịch sử, những cái di sản của tư liệu hình ảnh được đến với công chúng bằng các cái thiết bị kỹ thuật số hiện nay, để mà số hóa, để mà tra cứu, để mà lưu trữ được. Với cái hệ thống 80.000 cuốn phim như vậy thì nó đòi hỏi cái đầu tư về ngân sách rất là lớn và cũng phải đánh giá cụ thể những cái chất lượng, rồi là các cái dữ liệu, các cái dung lượng để có những cái kế hoạch cụ thể trong cái thời gian tới. Suốt chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, Viện Phim Việt Nam nhiều năm liền được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua và bằng khen, được vinh danh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của khối điện ảnh, được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua. Những danh hiệu cao quý này là động lực để Viện Phim Việt Nam tiếp tục phát huy, xứng tầm là viện lưu trữ phim hàng đầu quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư tu bổ tôn tạo hệ thống di tích Kinh Thành Huế. Cụ thể, điều chỉnh dự án từ 2.503 tỷ đồng lên hơn 2.558 tỷ, tăng 55,4 tỷ do điều chỉnh cập nhật lại theo giá trị phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng, kinh phí dọn dẹp hoàn trả mặt bằng sau khi di dời. Việc điều chỉnh là khách quan, đúng với thực tế triển khai dự án cũng như đảm bảo về mặt pháp lý. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động nguồn lực đưa dự án di dân khỏi khu vực 1 Kinh Thành Huế hoàn tất vào cuối năm 2024, trả lại không gian để bảo tồn di sản Huế. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư trùng tu Điện Thoại Thánh tại Lăng Vua Gia Long với kinh phí hơn 73 tỷ đồng. Sáng nay, những nội dung nào được các báo tập trung đăng tải? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thưa quý vị, hiện tượng đẩy giá đất lên rất cao rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường, thu lợi bất chính diễn ra khá phổ biến và thậm chí còn mang tính tổ chức. Các nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đấu giá đất thời gian qua đó là mức giá khởi điểm thấp, số tiền đặt cọc thấp. Trong các cuộc đấu giá có nhiều hội nhóm đầu tư chuyên kiếm lời. Bên ngoài khu vực đấu giá thì đông môi giới chờ kết quả, sẵn sàng chào mua, bán với giá chênh lệch từ 200 đến 500 triệu đồng một lô. Hệ lụy là kết quả trúng đấu giá rất cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, tác động tiêu cực đến mặt bằng giá đất, nhà ở, đến thị trường, cung cầu, nhà ở, bất động sản. Trên cơ sở đó, thì Bộ Xây dựng đã đề xuất nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến đấu giá đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, các chính sách thuế đối với trường hợp sở hữu nhiều nhà đất, việc mua đi, bán lại nhà đất trong thời gian ngắn, nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đề nghị thanh tra kiểm tra rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em, thông tin được đăng tải trên báo Tin Tức. Trong những năm vừa qua, dù đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo địa phương tổ chức thực hiện quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thế nhưng vẫn có tình trạng một số cơ sở trợ giúp xã hội chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em gây bức xúc dư luận xã hội. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn. Sau đó tiến hành báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra qua Cục Trẻ Em trước ngày 6 tháng 11 năm 2024 để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tham gia xét tuyển đại học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi so với những năm trước. Nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Hà Nội đã công bố định hướng phương án tuyển sinh năm 2025 với nhiều thay đổi về phương thức cũng như là chỉ tiêu. Với thay đổi này, thì các cơ sở giáo dục đại học lớn đã chuẩn bị có những định hướng mới trong tuyển sinh, trong đó có việc giảm tỷ lệ chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với đó, nhiều trường đại học cũng tổ chức nhiều kỳ thi riêng giúp giảm áp lực cho học sinh khi tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm, tăng cơ hội tham gia xét tuyển đại học bằng nhiều phương thức.
Do đó, để có được tấm vé vào trường đại học mà mình mong muốn, các sĩ tử cần phải chú trọng trong học tập và chuẩn bị phương án phù hợp đáp ứng với những điều chỉnh mới của các trường. Chuyển sang một bài báo khác. Thưa quý vị, dù có tiềm năng rất lớn nhưng phát triển du lịch âm nhạc ở Việt Nam chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, bài viết trên báo Nhân Dân. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch âm nhạc bởi chúng ta có một nền văn hóa phong phú, đa dạng, có thể kết hợp những âm nhạc với nhiều yếu tố khác để tạo ra các sản phẩm du lịch âm nhạc độc đáo. Để khai thác lĩnh vực này hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện âm nhạc gắn với phát triển du lịch. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đưa ra những chính sách khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp và cá nhân vào phát triển du lịch âm nhạc, cũng như các hình thức hỗ trợ về pháp lý, giảm thuế cho các hoạt động liên quan đến tổ chức sự kiện âm nhạc.